Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2022, thứ ba tuần thứ hai phục sinh. Trích sách tông đồ công vụ. Bây giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí, chẳng ai kể của gì mình có là của riêng. Xong để mọi sự làm của chung, các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng về việc Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sống lại hết thảy đều được mến chuộng vì thế trong các tín hữu không có ai phải túng thiếu vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ và người ta phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ ông du người mà các tông đồ đặt tên là bạc na bê nghĩa là con sự an ủi một thầy tư tế quê ở sipro có một thửa ruộng ông bán đi và đem tiền đặt dưới chăn các tông đồ đó là lời chúa ta ơn chúa chúa làm vua ngài đã mặc thiên oai chúa làm vua ngài đã mặc thiên oai chúa đã vâng uy quyền ngài đã thắt long đai chúa làm vua ngài đã mặc thiên oai và Ngài giữ vững địa cầu Nó sẽ không còn lung lay Ngài bao của Ngài thiết lập từ muôn thơ Từ đời đời vẫn có Chúa Chúa làm vua Ngài đã mặc thiên oai Lời chứng báo của Ngài rất đáng tin Lạy Chúa sự thanh thiên là của riêng nhà Ngài Cho tới muôn muôn ngàn thơ Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Alleluia, Alleluia, Chúa phan, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, lạy Chúa, Vân danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng, Thật, tôi bảo cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng, Các ngươi phải tái sinh bởi trời, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Nicodemo hỏi lại rằng, việc ấy xảy ra thế nào được? Chúa Giêsu đáp, Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng, nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, thì tôi nói những sự trên trời các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống tức là con người vốn ở trên trời cũng như Mô-xê treo con rắn nơi hoàng địa thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời đó là lời chúa lạy chúa Kitô ngợi khen chúa để mình được cứu để ai tin vào người thì được sống muôn đời Do An chương 3 câu 15 Suy niệm Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha Có một tượng thánh giá cổ Một tay Chúa Giêsu bị đóng đinh Còn cánh tay phải hạ thấp xuống dưới Và đưa ra như muốn mời gọi một ai đó Người ta kể Có một người đến xưng tội với vị linh mục ở đây Nhưng anh ta cứ tái phạm và đến xưng nhiều lần Vị linh mục nghiêm khắc và ra vẻ cáo gắt Nói rằng nếu còn tái phạm sẽ không giải tội cho anh nữa. Lần đó, anh đã đến, nhưng vị linh mục nhất quyết không giải tội cho anh. Ngay lúc đó, cánh tay chúa bỗng hạ xuống và ôm lấy anh, và một giọng nói thì thầm với vị linh mục. Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải con. Đức Giêsu muốn cứu độ chúng ta, vì thế Ngài đã hiến thân chịu chết, phần chúng ta để được người cứu chúng ta cần phải muốn hay nói cách khác phải tin vào người để được sống muôn đời mời bạn đức thánh cha francisco trong tổng huấn đức kitô đang sống đã viết khi các con đi xưng thú tội lỗi của mình hãy vững tin vào lòng thương xót của chúa vốn có sức giải thoát các con khỏi ít tội lỗi hãy chiêm ngắm máu người chảy ra với tình yêu lớn lao như thế và hãy cho phép mình được tẩy sạch bởi máu ấy Bằng cách này, các con có thể được tái sinh không ngừng và luôn luôn mới mẻ. Số 123 Bạn đã sẵn sàng và khao khát để mình được Chúa Giêsu làm mới và cứu chữa chưa? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần gặp gỡ Chúa và được ơn thay đổi. Sống lời Chúa Đọc Kinh Cảm ơn Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng Chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời Mà lại sinh ra con, cho con được làm người Cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con Lại cho ngôi hai xuống thế làm người Chuột tổ chiêu chê trên cây thánh gia vì con Lại cho con được đào thanh đức chúa trời Cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hồ thanh nưa Và đã cho phần xa con ngày đêm hôm nay được mọi sự lạnh lại cứu lấy con kẻ phải chết tươi ăn năn tôi chẳng kịp vậy các thanh ở trên nước thiên đàng cảm ơn đức chúa trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thanh mà dẫn cho chúa con cùng cảm ơn như vậy amen cầu nguyện là chúa giêsu xin cho con biết khiêm tốn nhận ra mình yếu đuối và cần được chúa cứu chữa amen trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Người sói Một trong những cuốn phim nói về sự bí ẩn của tuổi thơ đó là cuốn phim có tựa đề Người sói. Cuốn phim xây dựng trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18. Một đứa trẻ đã bị thất lạc trong rừng từ lúc lọt lòng mẹ. 12 năm sau, khi người ta tìm gặp nó giữa rừng, thì đứa bé không khác nào một con thú người ta không thể nào giao thiệp gặp gỡ với nó được. Tất cả những gì một nhà giáo, một bà vũ nuôi có thể làm được chỉ là chuẩn bị thức ăn và đặt vào trong số bếp để đứa bé tìm đến và liếm thức ăn như một con thú. Mọi người dường như bó tay không còn cách nào khác để đưa nó ra khỏi đời sống hoang dã của nó. Và một ngày kia, nó đã trốn thoát. Mọi người thở dài trước thất bại của mình tình cờ vì đói nó đã trở lại xóm làng và một lần nữa người ta đã bắt lại được nó người ta mang nó đến nhà giáo và người được chỉ định đến gần nó để hỏi han trò chuyện chính là vú nuôi bà cố gắng dùng ngôn ngữ thô sơ của mình để nói chuyện với đứa bé gương mặt của nó như bất động nhưng bỗng nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người đứa bé nắm lấy tay người đàn bà nó nhìn bà một hồi lâu và trong thanh lặng nó cầm hai tay người đàn bà áp lên mặt mình. Lúc đó người ta chỉ còn nhìn thấy những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má của hai khuôn mặt. Cuộc gặp gỡ giữa thiên chúa và con người cũng diễn ra như thế: nó nằm ra bên ngoài tất cả những dự đoán và tính toán của chúng ta. thiên chúa không bao giờ là đối tượng của những tính toán khoa học, thiên chúa cũng không là kết luận của những suy tư uyên bác. Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta trong những cái bất ngờ nhất, Thiên Chúa ở trong chúng ta nhưng đồng thời cũng thoát khỏi tầm tay với của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta không thể chiếm hữu Thiên Chúa như một sự vật, nhưng trái lại, chúng ta phải chiến đấu không ngừng để nhận ra Ngài trong những cái tầm thường và bất ngờ nhất của cuộc sống. Tin mừng cho chúng ta thấy nhiều phản ứng khác nhau của con người đối với Chúa Giêsu. Phần đông dân chúng chỉ nhìn thấy nơi ngài như một người dân quê xuất thân từ cái miền nghèo nàn là Galilee. Những người trí thức thì nghiên cứu kinh thánh để rồi áp dụng những hiểu biết sách vở của họ vào con người Chúa Giêsu và dĩ nhiên những gì đã được kinh thánh nói đến họ không tìm thấy nơi Chúa Giêsu. Một số khác thì đề nghị bắt giữ Chúa Giêsu vì ngài là một tên lừa bịp. Chúa Giêsu vẫn mãi mãi là câu hỏi của chúng ta. Còn các con, các con bảo ta là ai? Một câu hỏi như thế, chúng ta không chỉ trả lời bằng những kiến thức đã lĩnh hội được qua giáo lý, thần học, kinh thánh. Một câu hỏi như thế chỉ có thể được trả lời bằng một cuộc gặp gỡ thân tình với Ngài. Cũng giống như người vú nuôi già và đứa bé, người sói đã cảm thông với nhau trong thinh lặng và vượt lên trên tất cả những ngôn ngữ của lời người. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đi vào thông hiệp với Ngài trong đức tin. Đức tin đó sẽ luôn là mặt trận chiến giai dẫn trong tâm hồn chúng ta. Có lúc chúng ta cảm thấy như đi trong ánh nắng chan hòa, có lúc tất cả xung quanh chúng ta như ập phủ xuống và chúng ta không còn thấy gì nữa. Thiên Chúa đến với chúng ta bằng những câu hỏi mà chúng ta không ngừng nêu lên với Ngài. Tại sao Ngài bỏ con? chúng ta hãy không ngừng tra vấn Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu của một cuộc đối thoại giữa Ngài với ta. Bài trích sách lẽ sống